xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, tôi giới thiệu chi tiết và bán cho bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình VVNT F6. Vâng, hãng VVNT nổi tiếng sản xuất những chiếc xe đạp chất lượng và giá cả rất hợp lý. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao, xe đạp địa hình VVNT F6. Tôi đã nhập về đủ màu và trong video này tôi giới thiệu và bán cho bạn. VVNT F6 xe đạp địa hình hiện đang có 5 màu. Màu đầu tiên đó là màu đen đỏ, màu thứ hai là màu trắng đỏ, màu thứ ba là màu xanh vàng, màu thứ tư là đen xanh và màu thứ năm là trắng xanh. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết giới thiệu và bán tới bạn để bạn thích màu nào, bạn xem màu đó, bạn thích xe nào, bạn mua xe đó từ shop xe đạp thể thao vip.com rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể đến trực tiếp shop mua hàng hoặc mua online nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, tôi giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình VVNT F6. Đây là chiếc màu trắng xanh và rất trẻ trung năng động, và màu trắng sứ này cực kỳ sáng luôn. Màu trắng xanh VVNT F6 với khung nhôm nhẹ, tem nước, sơn tĩnh điện rất đẹp và bền màu, và thiết kế của khung là đây thiết kế thời thượng ở những dòng xe cao cấp VVNT F6 màu trắng xanh. Khung nhôm sử dụng chiếc phuộc giảm sóc của hãng VVNT, sử dụng cặp vành bánh cỡ 27,5 inch với vành nhôm hai lớp của hãng VVNT nan hòa bằng thép. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh đĩa cơ, củ phanh của hãng Put, đĩa phanh đường kính 160 bằng thép. VVNT F6 thiết kế tay lái thẳng ngang, có sẵn tay sử, cọc yên bằng thép, yên mút bọc da mềm, cùng bộ chuyển động 21 trực tốc độ với tay đề số của hãng tay tràng, tay phanh liền tay đề lip có 7 số và tay đề đĩa có 3 số, 3 speed và 7 speed, một đĩa chạy với 7 lip 3721 tốc độ. Gạt đĩa của hãng Siemens, gạt lip của hãng Siemens TZ, lip 7 tầng như bạn của hãng Kanzu, xích sử dụng xích của hãng Lạc Lào, xích đề cùng bộ đùi đĩa bằng thép bọc nhựa rất đẹp và bền. Ba đĩa có chắn đĩa cốt vuông và sử dụng cốt giữa đùi bằng đạp, và đạp rất nhẹ, khung nhôm bền nhẹ, cơ bánh 27,5 inch chạy rất trường xe, cùng bộ chuyển động 21 tốc độ. Và với VVNT F6 này có mức giá vô cùng hợp lý. Shop đã chụp ảnh đăng thông số kỹ thuật cùng với giá của xe trên web xe đạp thể thao vip.com. Bạn có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này, đặt hàng trực tiếp trên web hoặc đặt hàng qua số điện thoại hotline 0983315936. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao vip.com. Shop sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn đến với shop mua xe đạp rất dễ dàng và nhanh chóng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com trên YouTube vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop liên tục giới thiệu tới bạn nhiều sản phẩm mới, và qua những video này bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà.